Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban nhân dân thị trấn Tam Đảo tổ chức khai mạc lễ hội hoa đỗ quyên lần thứ nhất năm 2024. Tới dự có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Tam Đảo cùng hàng nghìn khán giả, người dân có mặt tại sự kiện. Đây là lần đầu tiên thị trấn Tam Đảo tổ chức lễ hội hoa đỗ quyên với quy mô lớn, quy tụ hàng nghìn cây hoa đỗ quyên đủ màu sắc rực rỡ và nhiều chương trình gian hàng đặc sắc, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hoa đỗ quyên là loài hoa đặc trưng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của núi rừng Tam Đảo. Hiện nay Tam Đảo có 6 loại hoa đỗ quyên, mỗi loại hoa có các màu sắc khác nhau như đỏ, trắng, vàng, tím nhạt, đỏ nhạt, trắng hồng. Hoa mọc thành từng chùm, có mùi thơm dịu nhẹ, màu sắc hương thơm, bông hoa đều khác lạ so với giống hoa cùng loại đang bán trên thị trường. Loài hoa đỗ quyên ưa lạnh lại có hương sắc làm mê mẩn các du khách, nên nhiều năm trở lại đây cứ vào mùa đỗ quyên nở, du khách nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước lại đổ về thị trấn Tam Đảo để du xuân và thưởng lãm sắc hoa tươi thắm. Hoa đỗ quyên thì dễ trồng, dễ sống, phù hợp với thổ nhưỡng của thị trấn Tam Đảo và có cái sức sống cũng như là cái sắc hoa rất rực rỡ vào mùa xuân. Nên Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn đã lựa chọn loài hoa đỗ quyên là loài hoa đặc thù để tổ chức, là lấy cái loài hoa đỗ quyên là cái biểu tượng của thị trấn Tam Đảo để tổ chức các sự kiện cũng như quảng bá hình ảnh hoa đỗ quyên của thị trấn Tam Đảo đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là năm đầu tiên mà huyện Tam Đảo thay đổi cách thức để quảng bá hình ảnh của Tam Đảo đến với du khách. Tới đây thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều những cái sự kiện thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt chúng tôi sẽ tới đây sẽ tổ chức cái tuyến phố đi bộ và ẩm thực cộng với các lễ hội như là lễ hội hoa đỗ quyên để cho hình ảnh của Tam Đảo đến với du khách được nhiều hơn. Chúng tôi đang có mặt tại quảng trường trung tâm của thị trấn Tam Đảo, điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, nơi diễn ra chương trình khai mạc. Hiện tại, khu vực diễn ra lễ khai mạc không còn một chỗ trống. Như các bạn đã biết, thì thời tiết được coi là đặc sản của vùng núi Tam Đảo. Bởi vậy mà không chỉ mùa hè, mà ngay cả mùa đông, mặc dù nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang là 6 độ C, nhưng vẫn thu hút rất nhiều du khách đến du lịch và nghỉ dưỡng tại Tam Đảo. Sự kiện thị trấn Tam Đảo tổ chức lễ hội hoa đỗ quyên lần thứ nhất là một trong những hoạt động cụ thể hóa chủ trương của tỉnh cũng như của huyện Tam Đảo về phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách đến với thị trấn Tam Đảo, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Tam Đảo với những nét đặc trưng riêng biệt. Thông qua sự kiện này, thị trấn hướng tới lễ hội hoa đỗ quyên sẽ trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp, giá trị của hoa đỗ quyên gắn với những nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất Tam Đảo. Rất là may mắn thì hôm nay là đầu tiên đến đây thì đúng dịp mà cái mùa hoa đỗ quyên nở rộ. Thì chương trình cũng tổ chức một cái lễ hội rất là hoành tráng và có em cảm thấy rất là thú vị, rất là vui ạ. Em nghĩ là mình sẽ còn rất là nhiều dịp để đến đây tham quan lần nữa. Với chủ đề hương sắc hoa đỗ quyên, chương trình ca nhạc sôi động tại lễ khai mạc đã thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng nghìn khán giả trong không gian ngập tràn sắc màu rực rỡ của các loài hoa đỗ quyên. Trong khuôn khổ lễ hội hoa đỗ quyên sẽ có các hoạt động tham quan, mua sắm tại các gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp của thị trấn Tam Đảo và các địa phương trong huyện. Lễ hội hoa đỗ quyên lần thứ nhất diễn ra đến hết ngày 24 tháng 4 năm 2024. Thị trấn Tam Hồng là một trong hai địa phương của huyện Yên Lạc được chọn xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và tinh thần chung sức đồng lòng của nhân dân, hiện nay diện mạo đô thị đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2023, đến nay thị trấn Tam Hồng đã cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, 100% tuyến đường trên địa bàn thị trấn được giải thảm nhựa bê tông hóa, các tuyến phố chính đều có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, lắp đặt biển chỉ dẫn. Thị trấn chỉ đạo các lực lượng thường xuyên ra quân đảm bảo hành lang an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, không có vi phạm trật tự an toàn giao thông, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Hơn 96% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng trên một năm. Các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư xây dựng, nâng cấp, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị,
phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Hiện 13 trên 13 tổ dân phố có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên. 100% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo đúng quy định. Người dân tích cực xây dựng diện mạo đô thị đổi mới. Huy động tất cả các nguồn lực và tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện. Đầu tiên là về thực hiện cái chỉnh trang nhà cửa, thực hiện đầu tư một số các cái cơ sở hạ tầng về đường, trường, trạm và để mà đáp ứng được các cái tiêu chí về đô thị văn minh. Tiêu chí trường học đạt chuẩn đang là một trong hai tiêu chí còn gặp khó khăn. Hiện nay thị trấn đang xây dựng nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng học, xây dựng 9 phòng học bộ môn và nhà giáo dục thể chất cùng các hạng mục khác tại trường tiểu học Tam Hồng 2. Đây là những hạng mục quan trọng đảm bảo cho nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Một khi mà đã đầy đủ được phòng học văn hóa, phòng học bộ môn thì nhà trường sẽ bố trí sắp xếp các thầy cô giáo có cái kiến thức, kỹ năng để mà phụ trách những cái môn học rồi nâng cao cái chất lượng để phấn đấu để đạt được cái chuẩn quốc gia. Đối với chủ trương xây dựng đô thị văn minh, người dân thị trấn đồng tình ủng hộ với nhiều việc làm thiết thực như vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa. Đồng thời các tổ dân phố đã lắp đặt mạng Wi-Fi miễn phí phục vụ người dân, tuyên truyền, vận động, tập huấn cho người dân và các hộ kinh doanh sử dụng mã QR để thanh toán tiền, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Sau khi mà nhận được cái chủ trương của từ tỉnh, huyện, thị trấn ấy, thì tổ dân phố nhỏ lẻ tôi là nhân dân rất là ủng hộ đồng tình. Đặc biệt là cái vệ sinh môi trường, hiến đường, mở rộng đường để mà mở rộng cái đường đi lối lại của nhân dân rất là tốt và nhân dân rất là phấn khởi. Bám sát vào các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh, thị trấn Tam Hồng phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm của chính quyền và nhân dân, đầu tư chỉnh trang diện mạo đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện nếp sống văn minh, hướng đến xây dựng thị trấn phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiệu quả. Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Để giảm bớt khó khăn cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 17 quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ngoài việc sử dụng ngân sách của tỉnh để hỗ trợ đầy đủ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của luật bảo hiểm y tế, tỉnh còn hỗ trợ 30% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo để đảm bảo 100% hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ 20% kinh phí cho người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế và học sinh, sinh viên, hỗ trợ 30% kinh phí cho người từ 60 đến dưới 70 tuổi, 50% kinh phí cho người từ 70 đến dưới 80 tuổi tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, Vĩnh Phúc đã chi ngân sách gần 112 tỷ đồng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho gần 940.000 người. Các chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh trong thời gian qua giúp đẩy nhanh lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế. Vòng chung kết và lễ trao giải sân chơi ý tưởng trẻ thơ lần thứ 14 do công ty Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Vĩnh Phúc. Đây là cơ hội để những nhà phát minh tí hon, chủ nhân của 30 ý tưởng xuất sắc nhất sân chơi ý tưởng trẻ thơ 2024 cùng tranh tài và chia sẻ ước mơ của mình thông qua những mô hình sáng tạo của bản thân trên sân khấu. Sân chơi ý tưởng trẻ thơ lần thứ 14 sau khi phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các em học sinh và các thầy cô giáo trường tiểu học trên khắp cả nước. Tổng cộng đã có hơn 590.000 ý tưởng được gửi về, nâng tổng số ý tưởng lên gần 5 triệu qua 14 năm triển khai. Sự gia tăng về số lượng các bài dự thi qua các năm đã chứng tỏ được sức hút và giá trị nhân văn mà sân chơi mang lại cho các em học sinh. Đây không chỉ là hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa và thú vị, mà còn là nền tảng giúp các em học sinh tiếp cận với các vấn đề cuộc sống một cách chủ động và khoa học. Từ đó, sân chơi tạo ra những trải nghiệm giúp các em phát triển năng lực, kỹ năng một cách tự nhiên và hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của xã hội trong tương lai. Tại vòng chung kết và lễ trao giải sân chơi ý tưởng trẻ thơ, qua 30 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn, ban tổ chức đã trao 4 giải đặc biệt, 6 giải nhất, 8 giải nhì và 12 giải khuyến khích cho các ý tưởng tham gia. Với óc sáng tạo không giới hạn cùng khả năng quan sát thực tế cuộc sống và thế giới xung quanh,
hầu hết các ý tưởng đều thiết thực và gần gũi, đồng thời thể hiện trí tưởng tượng phong phú của các em. Trong đó, trường tiểu học Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên đã xuất sắc đạt giải nhì với ý tưởng máy gặt có hệ thống xử lý rơm khô tại chỗ. Ủy ban nhân dân xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình địa bàn không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường đề nghị ban chỉ đạo xã Ngũ Kiên cần có kế hoạch cụ thể, phân công cho từng thành viên triển khai theo đúng hướng dẫn, có hiệu quả mô hình trên địa bàn xã, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về ý thức trách nhiệm thực hiện phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ban chỉ đạo xã hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong xây dựng mô hình, báo cáo, đề xuất động viên khen thưởng kịp thời. Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường học, các thôn của xã ký giao ước thi đua thực hiện mô hình xã không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen.